Chào mừng bạn đến với kênh Tuấn Thủy Phiêu Lưu Ký. Mời bạn đăng ký kênh, subscribe, like và comment để đồng hành cùng chúng mình nhé. Bây giờ cả nhà mình đi Chùa Dơi nha. Chùa Dơi cách thành phố Sóc Trăng 2,8 km. Mình đi chừng 5-6 phút vậy đó ha. Chúng ta đã đến cái cổng của khu du lịch Chùa Dơi rồi nha. Ma Ha Thúc. Chùa Dơi được khởi công xây dựng từ năm 1569, đã hơn 450 năm rồi ha. Chính điện của chùa được hồi xưa là được xây dựng bằng tre lá, cho đến năm 1960 mới được xây dựng như bây giờ. Chùa Dơi cũng gọi là chùa Mạ Tộc hay là Ma Ha Tốt. Sở dĩ người ta gọi chùa Dơi là vì ngày xưa rất nhiều con dơi về đây ở nha. Và ngay cả những cái phù điêu ở đây này, các bạn thấy cũng làm hình con dơi luôn nè. Phù điêu trên các cái cột xây dựng của chùa nè. Năm 1999 thì chùa này cũng được chứng nhận là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia luôn nha. Tên Mạ Tộc hay là Ma Ha Thút là cái tên của địa phương này luôn nha. Nhưng mà thời xưa cách đây mấy trăm năm á, thì chùa tự nhiên dơi đến ở rất là nhiều. Và mấy thầy cho đó là may mắn và mấy thầy cũng bảo vệ bầy dơi đó, cho nên từ đó có tên là chùa Dơi. Bên trong chánh điện của chùa thì có 10 cái cột chính và được làm trụ rất là đẹp nha cả nhà, rất là công phu, sơn vàng trời. Với 10 cái trụ chống đỡ thì chùa có một cái sảnh cao rất là khang trang và uy nghi, lợp mái ngói hai bên thì được trạm trộn và vẽ hoa văn rất là đẹp. Chánh điện có một cái bức tượng Thích Ca cao 1,5 m và đó là một khối đá nguyên nha cả nhà, nó cũng nổi tiếng của chùa đó. Bức tượng một khối đá nguyên, bức tượng Đức Phật Thích Ca. Từ trong chánh điện mình đi ra thì chung quanh chùa có chừng 3 hecta là cây sao và những cây ăn trái. Cho nên đó là cái lý do mà tại sao dơi nó hay về với chùa là vậy. Những cái đó, cái nhà mình thấy cây rất là mát và rậm rạp, mát mẻ. Thì đó là lý do mình nghĩ là dơi nó thích và nó về. Đối diện với chánh điện sẽ là cái sala, cái nơi mà mình đang đứng điều khiển cái flycam đó, đó là sala cho các sư vô nghỉ ở trong đó nha. Bên ngoài chánh điện có những cái họa tiết và hoa văn rất là đẹp, họa vẽ rất là đẹp. Không biết các bạn như thế nào chứ theo mình thấy chùa Khmer làm cũng rất là công phu nha, nhưng mà mình nhìn mình vẫn thấy có cái gì thân thương và cổ cổ, nó không hào nhoáng, nó không có phô trương ha. Mình bình lắm đâu, mình biết các bạn như thế nào. Kỳ này dơi như vậy là ít rồi, ngay cả nhà mình 10 năm trước mình đi thì dơi nó bự mà nó nhiều lắm á. Người ta tương truyền rằng ngày xưa ở đây có con heo 5 móng,
Kiếp trước là người thì gì đó là sao này chết, bây giờ nó thành có cái mộ của con heo đó nghe cả nhà. Bây giờ chúng ta dạ từ chùa Dơi và sửa soạn để mình đi qua chùa Bốn Mặt nha, và hẹn gặp nhà mình ở bên đó luôn nha. Chào chúc cả nhà mình một ngày thật là vui, đầy năng lượng và thành công nha.